cái phần bơm hơi nha mấy bạn. Mình phải bơm hơi mấy cái chai này nó mới cứng được nha mấy bạn. Đây, mình sẽ lấy cái guộc xe, mình bịt một đầu lại, còn đầu kia là mình cho vào miệng chai. Mình mở nhẹ cái nắp ra. Đó. Bơm cứng lên. Khi mình bơm lên cảm giác một cái chai nó cứng ngầm nhạt.
chạy thấy cũng ok đó mấy bạn ơi, nhưng mà tốc độ nó hơi chậm thôi. À, mấy con này chủ yếu là mình đi mấy cái vùng sông nước làm vui chơi giải trí rồi rẻ tiền vậy thôi, chứ không có nhanh được nha mấy bạn. Rồi cảm ơn mấy bạn đã xem video nha. Hẹn gặp lại mấy bạn trong video sau. Nhớ cho mình xin một like và hãy đăng ký kênh, mình còn nhiều cái chế tạo hấp dẫn hơn nữa cho mấy bạn xem. Rồi các bạn.